Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung đã chủ trì buổi làm việc của bộ phận thường trực của Thành ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với Đảng ủy phường Mân Thái, quận Sơn Trà về tình hình triển khai thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và kế hoạch số 45 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện kết luận số 21. Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của kết luận số 21, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc đến các cấp ủy chi bộ, cán bộ và toàn thể đảng viên trong đảng bộ phường, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng ủy viên để chủ động trong việc tham mưu tổ chức thực hiện. Qua đó bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy chi bộ. Nhiều cách làm mới linh hoạt sáng tạo gắn với thực tiễn của từng đơn vị, như đổi mới việc học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng, kiểm điểm sự phê bình và phê bình tập thể cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường cũng nêu lên một số hạn chế, như một số chi bộ đề ra nghị quyết còn chung chung, thiếu biện pháp cụ thể, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư, lực lượng dự bị động viên, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn.